Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Cơ hội đổi đời. Đây là lần đầu tiên Trí Tài tham gia chương trình game show thì Trí Tài tham gia gì? Hôm nay là xin lần tham gia một chương trình có tính cách nhân vật. Thì hôm nay Trí Tài rất là thích. Thích là thích, thế nào? Tại sao thích? Mặc dù là quý vị coi chương trình quý vị sẽ thấy là quay ngoài trời rất là trời nắng rất nóng, nhưng làm bằng tâm quyết của mình thì mình sẽ quên hết tất cả những cái gì chi phối mình, những khó khăn sẽ vượt qua hết. Mấy người biên tập người ta chỉ nói là thử thách nhẹ lắm chú, chỉ là chắc đại khái như là ví dụ như là phải đi chợ, thì nghe đi chợ thì bình thường mình chứ đi chợ tại vì nhỏ mình mới đi chợ với mẹ với chị quen, không ngờ cái đi chợ không có bình thường là phải chạy để đi kiếm cái điểm mình sẽ làm gì, thì mình phải sau đó mình phải đi mình phải mua những cái vật, những cái vật thì không có làm gì gì đi chợ đâu, để mua những cái thực phẩm gì để về để làm hoàn thành món ăn đó. Thì hôm nay là thật sự là hiện tại rất là không nghĩ là mình làm được gì. Ơi, vấn đề là phải mua bột anh ơi, chỗ nào bán bột làm nó khó vậy chị, chỗ nào bà này cũng biết không vô lòng chợ anh Tài ơi, chỗ nào bán bột là bánh khọt vậy, là bánh bột á. Đây vô đây bánh bao thôi, bánh khọt nha, coi như vậy bánh khọt đây đi, có tiền có tiền đây, thối lẹ thối lẹ, càng chậm càng mất tiền. Bây giờ anh mua hải sản, mua hải sản, hải sản tôm mực đó, hải sản tôm mực anh ơi, bà này phải chủ chợ vậy. Không phải chủ chợ, phải có cái việc pha bột chứ. Anh phải đổ. Đó, đổ ra. Đổ hết rồi. Đổ hết đi, đổ đi. Rồi bây giờ đổ nước vô. Nước không? Chưa có nước hả? Nước kìa, nước kìa, nước kìa. Bỏ bột vô lên. Bỏ vô hả? Bà con chỉ đổ bột vô anh Tài ơi. Rồi, nghe lời bà đi. Đẩy nắp lại. Rồi. Làm một cái món ăn mà rất là bình dân, nhưng mà chưa dừng lại. Thì là đây là một cái trải nghiệm cho mình. Cái tài rất thấy rất là lấy tốt hơn một cái bài học của mình. Chúng ta khi ăn món ăn, thì phải nhớ là cái công sức, cái người làm món ăn là như thế nào. Bắt đầu là nghe Địa Phương nói thì thấy đơn giản, đại nghĩa nó đơn giản, nhưng khi bước vào thì ôi quý vị ơi, đi hết một vòng đi anh, nhìn kỹ phải có đi qua đây chưa, chưa không? Xin lỗi nha. Trời ơi, đừng có nhảy, nhảy quá tôi sợ. Ủa đây có gì đâu. Thời gian càng càng số tiền kiếm được để giúp cái gia đình em chúng ta càng nhiều. Bởi vì đã cơ hội đổi đời, mình đã bỏ cái
lực đó, để mình kiếm tiền, để mình giúp người ta. Thì đâu có dễ đâu quý vị. Rõ ràng quý vị câu đi, không có dễ đâu. Nếu không nhà bà con ở Phú Hải, đặc biệt là ngay chợ, đặc biệt là chị Bảy bán cá. Không biết chị nói chuyện chứ nó chơi, mình chỉ có chị bỏ bán cá. Ngày hôm nay bỏ thu nhập để chị ủng hộ cho chương trình, và đặc biệt nói trên quán kính là bê tôi sẵn sàng giúp đỡ hết hỗ trợ, nhưng khi tôi xin ôn cũ nghị thì chỉ là chạy như là không biết về cái gì có thể làm được không. Gì chị bỏ hết, không thèm bán cá, chạy phụ Chí Tài. Bữa nay bỏ thêm Chí Tài mời qua bỏ bán cá luôn. Trời ơi, mời Chí Tài bỏ bán cá luôn. Rồi giờ cá chổng sao? Không bán luôn. Trời ơi, chị Bảy ơi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha, nhờ vậy giúp đỡ mà anh Tài đã vượt qua. Rồi đưa xuống liền. Ê mà bà bỏ tôi hả? Thì qua một coi như gần hơn nửa ngày làm việc thì Chí Tài bắt dù rất là cảm thấy là nó hơi mệt mỏi, nhưng trong lòng thì tại hiện giờ rất là hãnh vui vì mình đã làm được một cái tham gia một được cái game show mà có ý nghĩa, và sẽ để lại cho giống như một cái hình dung của mình để làm cái gì đó để cho mỗi người sau này, và ngay cả chính bản thân bạn có thể nhìn lại coi lại để nhớ lại là đúng rồi đó. Bấm thử, xác nhận. Yeah! Số tiền là 19.513.718 đồng Việt Nam. 19.513.718 đồng. Chúc mừng. Mong rằng mọi người đừng quên 20:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HV7 với chương trình Cơ hội đổi đời.